Tiếp tục của thời lượng Hà Nội 18 giờ sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, thương hiệu quần áo nam Belluti thuộc sở hữu của LVMH vừa cho ra mắt một bộ vest len màu navy với chiếc ve áo lụa vô cùng đặc biệt để làm cho trang phục của lễ khai mạc Olympic dành cho những vận động viên Pháp vào tháng 7 tới đây. LVMH, nhà tài trợ cho Thế vận hội Paris 2024 cho biết, bộ trang phục lấy cảm hứng từ tuxedo, phản ánh bản sắc và phong cách của Belluti, sử dụng chất liệu cao cấp và hiệu ứng lớp màu phai để tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, đậm chất Pháp. Chúng tôi đang may trang phục cho 1.500 vận động viên Olympic và Paralympic. Đây thực sự là thách thức với chúng tôi, vì mỗi vận động viên lại có một vóc dáng hình thể khác nhau, nên gần như là mỗi bộ phải đo lại một lần. Một số điểm nổi bật của hãng đưa ra lần này bao gồm ve áo ngoài sẽ có họa tiết màu đỏ và xanh lấy cảm hứng từ lá cờ Pháp, đôi giày da có lớp màu phai đặc trưng của thương hiệu Belluti với dòng áo khoác nữ có tay áo cắt rời. Belluti được thành lập tại Paris vào năm 1895. Các vận động viên Pháp cũng sẽ đi giày thể thao Belluti hoặc giày lười da của hãng. Được biết, LVMH đã chi khoảng 150 triệu euro để trở thành một trong các nhà tài trợ chính thức của Thế vận hội lần này.